Mến chào tất cả các anh chị, chào mừng anh chị đã đến với kênh Bất Động Sản Băng Linh. Trong video này, em sẽ giới thiệu cho anh chị một lô đất rất hợp cho anh chị đầu tư và phân lô, nằm trên con đường trục chính đất 2T, xã Bầu Lâm, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, cách vòng xoay Bầu Lâm là 800m. Lô đất hai mặt tiền đường, một mặt tiền đường phía trước và một mặt tiền đường bên hông. Trên đất có sẵn 300m² đất thổ cư, rất hợp cho anh chị đầu tư, phân lô hoặc là kinh doanh. Còn nếu chúng ta đi thẳng theo hướng này, 1,5 km sẽ đến lòng hồ Xuân Rây. Các anh chị có thể quan sát trên màn hình, ở khu vực này nhà cửa xây dựng rất là nhiều các anh chị. Diện tích của lô đất là ngang 23m3, dài 45m, nở hậu phía sau là 27m7. Có sẵn 300m² đất thổ cư và trên đất có một căn nhà cấp 4 các anh chị. Có hai mặt tiền đường nên rất hợp cho anh chị đầu tư vào phân lô. Đường bên hông rộng 4m. Tổng tiền của lô đất này là 5,5 tỷ các chị. Giá này còn thương lượng với chính chủ. Đường trước đất là đường nhựa, có đường chính rộng đến 8m. Và đây là hình dạng của lô đất trên bản đồ quy hoạch. Đất phủ hông 100%. Có hai mặt tiền đường rất hợp cho anh chị đầu tư phân lô các chị. Vị trí của lô đất rất là tiềm năng, nằm một xẹt đường tỉnh lộ 328. Cách tỉnh lộ 328, vòng xoay Bầu Lâm, ủy ban xã Bầu Lâm, chợ Bầu Lâm là 800m. Anh chị có thể nhìn ngắm lại lô đất chúng ta. Lô góc hai mặt tiền đường ở một khu vực nhà cửa xây dựng rất là nhiều, rất thích hợp cho anh chị đầu tư kinh doanh hoặc là phân lô. Anh chị xem video thu lô góc hai mặt tiền đường thuộc ấp Hai Tây, xã Bầu Lâm, ở một khu vực nhà cửa xây dựng rất là nhiều, rất thích hợp cho anh chị đầu tư và kinh doanh, thích phù hợp với nhu cầu của mình. Các chị gọi ngay cho Bất Động Sản Quang Linh theo số điện thoại quen thuộc 0986 606 314, hoặc kết bạn Zalo số này để em có thể tư vấn cho các chị một cách nhanh chóng và chính xác nhất nhé. Bất Động Sản Quang Linh những ký gửi nhà đất tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Các chị có nhà đất cần bán vui lòng gửi sổ, giá, vị trí về số Zalo Bất Động Sản Quang Linh. Em xin dừng video này tại đây. Hẹn anh chị các video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị.